Khiến cho họ đi trên Bồ Đề Đại Đạo. Nếu pháp này không thành tựu thì đổi pháp khác, khi nào họ tiếp thọ được thì thôi, khiến cho chúng sinh từ ngu si đắc được trí huệ, từ trí huệ đắc được giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ pháp thế gian là khổ, pháp xuất thế gian là vui, do đó lìa khổ được vui, đó tức là khai đạo. Khiến cho thường thấy Phật hiện tiền, làm cho chúng sinh thường thấy được Phật không những mở mắt thấy được chân thân của Phật, mà nhắm mắt cũng thấy được kim thân của Phật. Tóm lại là luôn luôn đều thấy Phật ở trước mắt, luôn luôn vì họ mà thuyết pháp. Nghiêm hải thiên vương thấy môn này, cảnh giới này vị thanh tịnh cho nghiêm hải thiên vương thấy được, oai thần lực của Phật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phàm phu không có cách chi có thể hiểu được, cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn là phản phu, không hiểu thấu được cảnh giới của Phật. Nhưng Phật hiểu được tâm của chúng sinh, bất cứ trong tâm tưởng gì Phật đều biết. Kinh Kim Càng có nói, tất cả chúng sinh có những tâm gì, như Lai đều biết, đều thấy. Nghĩa là tất cả hết thảy chúng sinh không màng có bao nhiêu thứ tâm, Phật hoàn toàn biết bạn đang nghĩ gì, thích gì, chán bỏ cái gì, Phật đều nhìn thấy rõ ràng tất cả pháp tánh không chỗ nương phật hiện ra đời cũng như thế hết thảy các cõi không chỗ tựa nghĩa này thắng trí quán sát được tất cả pháp tánh không chỗ nương tất cả pháp tánh vốn là không không chẳng chỗ có vì là không cho nên không cần nương tựa chẳng có nương tựa chỗ nào hết phật hiện ra đời cũng như thế phật hiện ra trong thế gian cũng giống như pháp tánh là không không cái gì, không tất cả đều có. Nếu không có cái có, làm sao có cái không? Hết thảy các cõi không chỗ tựa. Khắp trong hết thảy các cõi không chỗ nương tựa. Phật là không, không tất cả cõi, không nương tất cả cõi. Phật là vô tướng, giáo hóa chúng sinh, không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Còn bốn tướng này là chúng sinh, không còn bốn tướng này là Phật. Cho nên Phật dạy chúng sinh, phá trừ bốn tướng. Hoặc chẳng chấp trước bốn tướng mới có thể giác ngộ nghĩa này thắng trí quan sát được nghĩa lý này vị tối thắng huệ quang minh thiên vương quan sát được cảnh giới này hiểu được đạo lý này tùy tâm sở thích của chúng sinh và dùng thần lực để thị hiện thế thảy khác nhau không nghĩ bàn môn giải thoát này trí chẳng biết tùy tâm sở thích của chúng sinh phải tùy thuận tâm chúng sinh, phải tùy thuận sở thích của chúng sinh. Phàm là chúng sinh có mong cầu gì, đều khiến cho họ được như ý. Mười hạnh nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra là tùy sở thích của tâm chúng sinh. Mười hạnh nguyện lớn đó là một Kính lễ các đức Phật 2. Khen ngợi như lai 3. Rộng tu cúng dường 4. Sám hối nghiệp trướng 5. Tùy hỷ công đức 6. Thỉnh chuyển bánh xe Pháp 7. Thỉnh Phật ở lại đời 8. Thường học theo Phật 9. Luân thuận chúng sinh 10. Hồi hướng khắp hết một Lễ kính chư Phật Lễ có 7 thứ A. Ngã mạn lễ B. Cầu danh lễ C. Cung kính lễ D. Vô tướng lễ E. Khởi dụng lễ F. Nội quán lễ G. Thật tướng lễ khi nào giảng đến phẩm này thì sẽ giải thích cận kẽ. Trong sự lễ có một thứ lễ, ngã mạn lễ, tức là khi lại xuống thì tâm không quán tưởng, không nghĩ tà đảng lễ, mười phương Phật, lễ mười phương Pháp, lễ mười phương Tăng. Thần cũng chẳng cung kính, chỉ là hình thức mà thôi, là việc vô diễn cầu thả, không thành tâm, không trang nghiêm. Phải lễ như thế nào? Phải nên thân tâm cung kính lễ. Trong tâm quán tưởng ta đang lại Phật, lại Pháp, lại Tăng tư thế thân lại phải tự nhiên năm thả đầu hai tay hai chân phải đụng đất như thế mới có công đức hai khen ngợi như lai tức là khen ngợi công đức mười phương như lai đem công đức của phật nói cho chúng sinh nghe tốt đẹp như thế nào trang nghiêm ra sao khen ngợi tán thán lợi ích của như lai trừ được chướng ác khẩu đắc được biện tài vô ngại ba rộng tu cúng dường tức là phải luôn luôn cúng dường tam bảo cúng dường tài vật là tu phước, cúng dường pháp là tu huệ. Phước huệ đều đủ mới có công đức. Bốn sám hối nghiệp chướng, tức là đem tội lỗi của mình nói ra hết. Do đó, tội lỗi tài trời, sám hối liền tiêu. Những tội lỗi đã tạo trong quá khứ phải thật tâm hối cải mới mong cứu được đó là cho chúng sinh cơ hội sửa đổi lỗi lầm, làm con người mới. Người xưa nói, người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có tội, có tội mà biết cải, còn việc thiện nào hơn. Năm tùy hỷ công đức, tức là tùy thuận vui vẻ tất cả công đức pháp lành, và thuyết pháp độ chúng sinh, công đức dạy người không mỏi mệt, chúng ta phải tùy hỷ. Công đức của Phật về Pháp mà xả thân cũng phải tùy hỷ. Thậm chí như công đức của Bồ Tát, Duyên Giác, Thành Văn vân vân cũng phải tùy hỷ. 6. Thỉnh chuyển bánh xe Pháp tức là chúng sinh thỉnh Phật nói diệu Pháp. Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng sinh thỉnh Đại Thiện Tri Thức, Đại Pháp Sư để chuyển bánh xe Pháp tiếp nối huệ mạng của Phật. 7. Thỉnh Phật ở lại đời, tức là thỉnh mười phương chư Phật và các đại Bồ Tát, các đại A-la-hán, các đại thiện tri thức, đừng vào Niết Bàn vì loại lạc chúng sinh mà ở lại đời. 8. Thường học theo Phật, tức là thường học theo hạnh của Phật. Mỗi cử chỉ hành động của Đức Phật đều là quy cụ. Không những phải học theo lời dạy của Phật, ngôn giáo, mà còn phải học theo oai nghi cử chỉ của Phật, thần giáo. Ngôn giáo, lời dạy là kinh điển, thân giáo là giới luật. 9. Luân thuận chúng sinh, tức là thường tùy thuận căn tính của chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích, khiến cho họ đắc được thành tựu cúng dường chúng sinh khiến cho họ hoàn hỉ lấy chúng sinh đáng làm cha mẹ để cung kính lấy chúng sinh đáng làm chư phật để cung kính mười hồi hướng khắp hết tức là đem tất cả căn lành công đức của mình tu được hồi hướng cho tất cả chúng sinh chính mình không cần bất cứ pháp hội gì cuối cùng nhất định phải hồi hướng do đó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành phật đạo Phật dùng thần lực để thị hiện, trong tâm của chúng sinh thích gì thì đều được như ý. Phật Đại Từ Đại Bi dùng sức thần thông khiến cho tất cả chúng sinh đạt được nguyện vọng, không làm cho chúng sinh thất vọng. Tóm lại, phàm là sự mong cầu tránh đáng, Đức Phật nhất định có cảm ứng. Chúng sinh mong cầu gì, Phật bèn thị hiện cái đó. Hết thảy khác biệt, không nghĩ bàn, tất cả tâm chúng sinh, đều không giống nhau có những người có tín tâm đối với phật pháp có những người chẳng có tín tâm đối với phật pháp có những người bán tín bán nghi đối với phật pháp có người vì nghe kinh điển cảm thấy có đạo lý mà sinh tín tâm do đó đến nghiên cứu phật pháp có người nghe kinh như gió ngoài tai qua rồi chẳng lưu lại quên hết tất cả có người nghe kinh thì khởi vọng tưởng tưởng đi du lịch đến cùng chẳng. Có người nghe kinh thì xin chấp trước, đây là ta, đó là họ.